Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Khai Quang Vật Phẩm Phong Thủy. Quý vị thân mến, hôm nay thì sẽ giới thiệu cho quý vị biết vận hạn của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 trong năm 2021 sẽ gặp những vấn đề gì xảy ra và cách hóa giải vận hạn như thế nào đối với vật phẩm phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này quý vị nhé. Người tuổi Dậu thì luôn sôi nổi, yêu đời, tràn đầy năng lượng. Họ được mọi người yêu quý bởi cái tính tốt bụng và tinh thần trách nhiệm. Chính vì vậy mà họ luôn có tài trong cách tạo dựng mối quan hệ với người khác. Trong công việc thì tuổi Dậu mệnh thổ hết mình bùng cháy đam mê, không bao giờ chán nản và mệt mỏi. Mỗi khi gặp khó khăn họ luôn tự mình giải quyết, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Những người tuổi này thường thích hợp với những công việc đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ. Thoát khỏi sự kìm kẹp của thái tuế thì sang năm 2021, bố cục Sửu Dậu bán hợp kim cục, thiên can là tỷ kiên. Có thể nói năm Tân Sửu tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp được rất nhiều may mắn. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, đầu tư kinh doanh cũng thuận lợi vì có quý nhân tương trợ. Vậy thì trong năm 2021 này, vận trình của tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 sẽ như thế nào và cách hóa giải vận hạn của tuổi Kỷ Dậu ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1969 trong năm 2021 Tân Sửu sẽ xuất hiện bố cục Sửu Dậu bán hợp kim cục, thiên can năm là Tân Kim gặp thiên địa chi là Sửu Thổ, sinh thiên ấn tương sinh. Chủ đạo sự nghiệp trong năm nay bạn có nhiều may mắn, thuận lợi hợp tác, mưu sự thì có quý nhân trợ lực. Tuổi Kỷ Dậu thì được báo trước là vận thế năm nay khá là tốt, nhưng do cái Kỷ Dậu nam mạng thì gặp phải thái tuế. Vì vậy mà có nhiều hung tinh phá đám tạo thành cái vận thế bấp bênh lên xuống. Tuy vậy thì những rắc rối có thể sớm được giải quyết, nên chú ý một số vấn đề, đó là sức khỏe và cũng có nhiều những vấn đề về tình cảm. Về phương diện sự nghiệp thì nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, chức vụ thì tăng lên, chính sách đãi ngộ cũng từ đó mà tăng lên. Bởi vì là dự báo là Sửu Dậu bán hợp kim cục, thiên can là tỷ kiên, thế nên là bạn sẽ gặp rất nhiều cái may mắn trong công việc của mình. Năm Tân Sửu thì tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp hung tinh mang đến tai họa. Chính vì vậy mà trong công việc của mình phải luôn cẩn thận, cần phải tập kế hoạch từng bước một để có thể đi lên, để có thể tận dụng vận may đổi vận ở cái độ tuổi trung niên này. Thầy Gia Cát có khuyên quý vị và các bạn tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969 này sử dụng cái vật phẩm có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo Lục Giác. Đây là Minh Quang Pháp Bảo Lục Giác bởi vì nó có 6 cạnh nên gọi là lục giác. 6 cạnh này sẽ in cái bộ lục tự Đại Minh Chú có tên gọi là Umbani Padme Hum. Mặt trước của Minh Quang Pháp Bảo sẽ in hình bông hoa sen đang nở, cùng với đó là tâm sen thì nó là viên cầu pha lê trong suốt ạ. Mặt sau thì có in hình bông hoa sen. Và bạn nếu như bằng mắt thường, bạn có thể nhìn trực tiếp vào mặt sau này, hoặc là có thể dọi đèn vào thì sẽ nhìn thấy hình Quan Thế Âm Bồ Tát hiện ra, cùng với đó là bài kinh kệ. Chính vì vậy mà khi mang theo pháp khí phong thủy có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này bên người, sẽ luôn có Phật che chở độ mạng cho bạn. Minh Quang Pháp Bảo thì có tác dụng chiêu tài lộc, chiêu quý nhân, hóa giải mọi thị phi, hóa giải xung sát, kỵ tà hóa sát, và ngoài ra thì nó sẽ giúp công danh sự nghiệp của bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thăng tiến hơn. Điều đặc biệt đó là Minh Quang Pháp Bảo sẽ được thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm Linh Việt khai quang, trì chú và xem ngày giờ cát lành cho bạn. Minh Quang Pháp Bảo được làm từ bạc S990, là chất liệu được dùng nhiều trong phong thủy để kỵ tà nhé các quý vị nhé. Trên đây đó là cái móc, bạn có thể nếu không thích đeo cái dây da màu đen này, bạn có thể thay vào đó là cái dây bạc cũng được. Vật phẩm này thì nam nữ đều sử dụng được quý vị nhé, đều sử dụng rất là đẹp, vừa hợp thời trang vừa rất phong thủy. Quý vị muốn thỉnh cái vật phẩm Minh Quang Pháp Bảo này có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 0989349119 hoặc số 0392936336 để có thể thỉnh vật phẩm này nhé. Đây ạ. Ngoài ra thì cũng chú ý cho bạn cách để bạn thỉnh vật phẩm nữa, đó là truy cập trực tiếp vào trong web phongthuymaymắn.vn hoặc là để lại số thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, điện thoại cụ thể thì đội ngũ hỗ trợ tư vấn sẽ giúp bạn có thể thỉnh được vật phẩm này một cách dễ dàng hơn. Chúc quý vị và các bạn sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi và thành công trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Và đừng quên rằng nếu muốn cải vận của mình tốt hơn thì hãy sử dụng ngay cái vật phẩm có tên gọi là Minh Quang Pháp Bảo này quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn.